Bây giờ Bảo Anh sẽ giúp Thế Sĩ hay như là quảng bá hết tất cả cái cảnh đẹp của khu vườn của mình. Với lại mọi người, thế giờ mọi người đam mê cây cảnh á, cây ăn trái cũng có nè, rồi cây mà kiểu cây mai, cây lan, cây gì nữa, cây mai, cây lan, cúc và trúc gì đó. Nói chung là các loại cây luôn nha. Thì mà một lát Bảo Anh sẽ đi vòng vòng cho mọi người xem vậy nè ha. Đó, đi vòng vòng cho mọi người xem toàn tất cả những cái cây ở đây có, là cảnh đẹp ở đây nữa. Thế dù mà mọi người thích á, thì mọi người có thể đặt hàng, cho dù bất kỳ ở đâu thì cũng ship được. Ủa đúng không? Ở đâu cũng ship được đúng không? Free ship luôn. Đó, free ship nha. Cho nên là mọi người nhanh tay đặt hàng. Ai mà nhanh chân thì còn, mà chậm chân thì hết nha. Rồi, bây giờ cái cây này phải không? Đó, mọi người hỏi quá trời luôn nè. Cái cây này rất là đẹp, một loại cây vô cùng quý hiếm. Mọi người biết cây này tên là gì không? Cây này tên là... Đây là một loại cây tên là... Tên gì? Tên... Không phải tên á nha. Cây này... Mọi người ơi, ở cái vườn này không có cái cây nào tên Á hết nha. Đúng cây rồi, tên Á không là có tên người á, ta tự nói không đó, có tên mọi á người nha. Cây này tên là cây lan, mà lan gì thì để lát ai cần thì inbox riêng nha. Rồi. À vậy nha mọi người. Đó, đây là một loại cây rất là đẹp. À đúng rồi. Đây là cây lan màu vàng, cây lan màu vàng rất là đẹp nha. Mọi người cần thì cứ liên hệ nha. Cứ mua đi nha. Đó, một loại cây rất là đẹp nha. Bị gì vậy hả? Tự nhiên người ta đang gây ấn tượng rồi quăng mấy con ốc đó vô làm gì vậy? Tự nhiên người ta đang gây ấn tượng quăng mấy ốc vô chị hả? Kiếm chuyện hả? Không. Không. Ủa? Nhớ để ngoài đây mà tự nhiên cái gì đi kiếm hoài không ra vậy, có chân biết chạy hả trời? Trời ơi, khách sắp tới rồi, lấy đâu mà giao cho khách đây? Chết tôi rồi. Tèn ta reng, tèn tèn ta reng, tèn tèn ta reng, tèn 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 tèn. Hôm nay đám cưới ai hả? Không có, đệm nhạc vô vậy thôi. Nè, cái cây mà sĩ kiếm nó nằm ở trong đây nè. Ủa, cây trong đây hả? Ừ. Ủa sao tự nhiên nó vô đây? Khoan, bây giờ nè, thấy cái hộp đẹp không? Đó. Đã gọi là quà tặng thì mình phải tặng vô cái hộp vậy. Cái hộp này là Bảo Anh tự làm luôn á nha. Biết sao không? Thí dụ mà mình tặng người ta cái cây này, nhưng mà tất nhiên là những cái cây nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà yên tâm, thí dụ mà những cái cây lớn hơn thì mình cũng sẽ chế những cái thùng lớn hơn, hoặc là bọc lại như thế nào đó để khi mà người ta nhận, người ta mở ra, ở trong đó mình để thêm mấy cái thiệp nhỏ nhỏ. Ôi ôi, đọc những cái dòng tâm tư tình cảm nó lãng mạn lắm luôn á. Ủa nhưng mà tôi đâu có tặng đâu, tôi bán mà. Thì biết rồi, tuy là mình bán, nhưng mà cái người mua của mình á, khi mà người ta nhận được cái như vậy, người ta thích hơn là cái kiểu mà trong mấy cái bọc ni lông, hay là kiểu cứ ôm khư khư mấy cái chậu cây đi như vậy, nó không có đẹp. Tính thẩm mỹ phải được đề cao lên hàng đầu. Ở trên thành phố nha, bây giờ mấy cái chậu cây nhỏ nhỏ vậy nè, người ta trưng ở trong nhà là lúc nào người ta cũng gắn thêm cái bông, cái nơ, rồi hả, gắn thêm mấy cái tiểu cảnh dễ thương lắm. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà trời ơi, bán cây mà tự nhiên cái bỏ vô đây rồi người ta đâu có thấy cây đẹp đâu người ta mua. Không, mình để cây ở ngoài, người ta vô người ta lựa là người ta thấy cái cây rồi, rồi xong mình mới đóng hộp vô. À, tặng kèm theo á hả? Đúng rồi, tặng kèm thêm. Biết sao không, bây giờ là mình phải lấy thêm chi phí, mình phải dịch vụ vô. Cái cây mà thí dụ như cỡ 100.000 thôi, thì mình gắn thêm cái bông, cái nơ, cái hoa, rồi mấy cái tiểu cảnh nhỏ, bắt mắt, mình lấy lên 150-200. Trên thành phố người ta làm vậy không hả? Ừ. Chứ dưới đây, dưới quê mà thêm cái hộp này là người ta không chịu rồi đó. Thêm 50.000 chắc người ta chạy đi lên chỗ khác mua luôn. Không, không dám đâu. Cái hộp này là, nhưng mà cái hộp này có đẹp không? Tự tay Bảo Anh làm đó. Ừ, đẹp, không mấy chị trả cái hộp lại để đi giao. Thôi, người ta đã cất công người ta bỏ vô cái hộp rồi, mà tự nhiên bây giờ kêu hả lấy cái cây bỏ cái hộp thì sao mà được. Thôi vậy đem vô. Thôi, tới giờ khách tới rồi. Đẹp để tặng luôn. Vậy là phải tặng luôn cái hộp nha. Phải nói với khách đó là cái hộp này á là do một cô gái rất là xinh đẹp của nhà em, người ta tận tay người ta làm á. Cái okay. Hộp này là lấy không có tính tiền đâu. Nhiều khi lát người ta bo cho thêm 50. Đẹp ha. Trời ơi, cái gì vậy? Cái cây của tôi bỏ vô đây rồi, nó héo quẹo rồi, nó rụng bông luôn rồi. Ủa nhưng mà cái này... Trời ơi, giết tôi chết không, rồi. Không, để vô có chút xíu à. Vì vậy sao? Chị đền cho tôi đi, tôi biết lấy đâu, tôi đưa cho người ta đi. Tôi
tự nhiên cái bà vẽ mày là gì phá hoại không à. Trời ơi, cây đâu mà tôi lấy tôi đưa cho khách đây. Ủa sao kỳ vậy ta, mới bỏ vô có chút xíu rồi mà sao héo queo vậy được. Thế Dũng, ông biết tay tôi. Ủa, cái cây ở đây mà Thế Sĩ đâu rồi? Mình sẽ có một bất ngờ. Thank you.